Dương Xuân năm nay tới ngôi chùa sở hữu nhiều kỷ lục nhất Vịnh Bắc Bộ. Là điểm đến tâm linh nổi tiếng trên khắp cả nước, chùa Ba Đính Ninh Bình gần đây cũng được biết tới là một trong những điểm nhận được rất nhiều lượt check-in của du khách nhất tại miền cố đô Hoa Lư. Vậy thì ngôi chùa Ba Đính này có gì đặc biệt mà lại hấp dẫn đến như thế? Các bạn hãy cùng Blog Du lịch khám phá nha! Chùa Ba Đính nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Chùa Ba Đính Ninh Bình nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, nằm ở phía tây của di tích cố đô Hoa Lư. Đây là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, sở hữu rất nhiều kỷ lục như là tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, hành lang có nhiều tượng Phật nhất, chuông đồng lớn nhất Đông Nam Á, vân vân. Khi đến với chùa Ba Đính, các bạn sẽ choáng ngợp bởi kiến trúc hoành tráng của ngôi chùa, những bảo tháp nguy nga cao vút và cảnh quan thiên nhiên say đắm lòng người. Chùa Ba Đính có diện tích lên đến hơn 1.000 hecta với khu chùa cổ rộng 27 hecta, chùa Ba Đính mới thì rộng 80 hecta với khuôn viên cây xanh cực kỳ thoáng đãng. Trong những ngày lễ hội thì chùa Ba Đính đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, chiêm bái mỗi ngày. Khi tới chùa Ba Đính, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những pho tượng khổng lồ, bề thế và được chế tác vô cùng sinh động bởi những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam. Không chỉ có vậy, chùa Ba Đính còn lưu giữ các bảo vật như là viên ngọc xá lợi Phật và nhiều báu vật đồ sộ quý giá khác. Chùa Ba Đính Ninh Bình nổi bật với kiến trúc hoành tráng, tạo thành những hình khối lớn mang đậm dấu ấn Việt. Chùa Ba Đính Ninh Bình là điểm đến nổi tiếng của du lịch Ninh Bình. Chùa Ba Đính được xây dựng chủ yếu bằng nguồn nguyên liệu thuần Việt như là đá xanh Ninh Bình, gỗ tứ thiết, gói men Bát Tràng, đem lại cảm giác gần gũi, ấm cúng, song cũng không phần uy nghi và tráng lệ. Các chi tiết trang trí trong chùa Ba Đính đều mang đậm dấu ấn của các làng nghề truyền thống nổi tiếng trong nước. Điều đặc biệt tạo nên điểm nhấn ở kiến trúc chùa Ba Đính đó chính là phần vòm mái cong vút hình đuôi chim phượng, là một sự khắc điệu hết sức tinh tế và nghệ thuật. Khi các bạn đến chùa Ba Đính, các bạn sẽ đi ngang qua một hành lang có đến hàng trăm bức tượng La Hán đặt dọc lối đi. Mỗi vị La Hán lại có một tư thế, một biểu cảm khuôn mặt và tạo hình hoàn toàn khác nhau, không vị nào giống vị nào. Các điểm tham quan chính mà các bạn không nên bỏ lỡ khi đến tham quan chùa Ba Đính đó chính là cổng tam quan, tháp chuông, các điện quan âm, pháp chủ, tam thế. Các điểm tham quan này nằm cách khá xa nhau, các bạn sẽ phải đi qua một đoạn đường dài, chủ yếu là các bậc thang đá. Điều này ngụ ý thể hiện lòng kiên nhẫn và sự thành tâm của du khách khi đặt chân tới chốn thanh tịnh của nhà Phật, trụ bỏ hết những tạp niệm để hướng tới một cõi minh triết và vô ưu. Các bạn có thể tới tham quan chùa Ba Đính Ninh Bình vào tất cả các ngày trong tuần từ 6 giờ sáng đến 21 giờ tối. Các điểm du lịch nổi tiếng xung quanh chùa Ba Đính. Khu du lịch Tràng An Ninh Bình. Khu du lịch Tràng An Ninh Bình từ lâu đã được biết tới là một trong những thiên đường sống ảo bậc nhất tại Việt Nam. Cảnh sắc ở nơi đây đẹp tựa như là vịnh Hạ Long trên cạn, với những ngọn núi trùng điệp, những dòng sông xanh biếc uốn lượn mềm mại và những hang động kỳ thú. Là di sản thế giới kép được UNESCO công nhận đầu tiên tại Việt Nam. Quần thể danh thắng Tràng An không chỉ có giá trị văn hóa lịch sử mà còn là điểm tham quan vô cùng thú vị với những thắng cảnh làm say lòng người. Khi đến với Tràng An Ninh Bình, các bạn sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền nan nhỏ, chậm rãi xuôi theo dòng sông thơ mộng để khám phá những thung ngập nước hoang sơ, là nơi trú ngụ của hàng trăm loài chim tuyệt đẹp. Với những hang động có hệ thống thạch nhũ đủ hình thù và nghe những huyền tích kỳ ảo về một thở hồng hoang của loài người. Tiếp theo là Tam Cốc Bích Động. Tam Cốc Bích Động là điểm đến du lịch Ninh Bình nổi tiếng với những hang động tuyệt mỹ mà thiên nhiên đã ưu ái khởi dựng. Và mỗi mùa trong năm thì Tam Cốc Bích Động lại mang một vẻ đẹp riêng vô cùng quyến rũ. Tháng 2, tháng 3, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa ngon xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống. Còn tháng 5, tháng 6 thì cảnh sắc nơi đây sẽ được thay bằng một màu vàng ống của lưu chính, trông xa như một bức họa với những mảng màu tươi sáng đầy ngẫu hứng. Cố đô Hoa Lư. Cố đô Hoa Lư là kinh đô một thời thịnh trị của đất Việt. Cố đô Hoa Lư là điểm đến không thể bỏ qua khi các bạn có dịp du lịch chùa Ba Đính Ninh Bình. Ngày nay thì cố đô Hoa Lư luôn nằm trong top 10 khu di tích lịch sử thu hút đông đảo du khách nhất cả nước. Nơi đây bao gồm những công trình kiến trúc cổ kính, mang đậm hơi thở của nền văn hóa cổ xưa, khiến cho mọi du khách đều phải dừng chân thăm viếng. Có bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, cố đô Hoa Lư vẫn còn lưu giữ dấu tích của những đền đài, cung điện, những dãy tường thành, lăng tẩm, gợi lại những câu chuyện hào hùng của một thời cha ông dựng nước. Tiếp theo là Hang Múa. Hang Múa được biết tới với biệt danh là Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt. Hang Múa hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Đứng trên đỉnh Hang Múa, các bạn có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của danh thắng Tràng An.
Để lên tới đỉnh hang múa, các bạn phải trải qua 486 bậc hang đá vô cùng treo leo. Nhưng đây cũng là tọa độ xuất yên nổi tiếng mà các bạn không nên bỏ lỡ. Thời điểm đẹp nhất để các bạn tham quan hang múa, một địa điểm du lịch Ninh Bình nổi tiếng, đó là khoảng đầu tháng 6, khi thời tiết không quá nóng bức và những cánh đồng dưới chân núi bắt đầu ngả màu vàng óng ả. Cuối cùng là Đầm Vân Long. Nằm cách không xa chùa Bãi Đính Ninh Bình, Đầm Vân Long là khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước lớn nhất đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Vùng đất này sẽ hấp hồn du khách bởi khung cảnh thiên nhiên hữu tình, tựa như một bức tranh thủy mặc. Với khí hậu trong lành, mặt nước yên ả và những loài chim quý hiếm, Đầm Vân Long là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thiên nhiên, ưa thích sự khám phá. Khi đến với Đầm Vân Long, các bạn sẽ được đắm mình trong một không gian trong trẻo, thanh bình và tận hưởng thú tiêu giàu giản dị. Vậy là Blog Du Lịch đã cùng các bạn khám phá ngôi chùa sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam, đó chính là chùa Bãi Đính. Các bạn đã từng tham quan chùa Bãi Đính chưa? Nếu có rồi thì hãy để lại cảm nhận cá nhân của mình bên dưới phần bình luận để nhiều người cùng biết thêm về địa điểm du lịch nổi tiếng này nha. Năm hết Tết đến, Blog Du Lịch xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình, người thân sẽ được nhiều thành công, nhiều sức khỏe, công việc được hanh thông thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn thấy video hôm nay của Blog Du Lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.